Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến là có mây, đêm có mưa rông rải rác, ngày nắng nóng. Nên nhiệt độ các nơi giảm nhẹ và độ ẩm tăng nhẹ. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 36 đến 37 độ, còn độ ẩm thì duy trì quanh ngưỡng 65 đến 70%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây sau đầy dần lên kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến là ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trời nắng nóng thì quý vị nên lựa chọn trang phục sáng màu như là trắng, vàng, hồng nhạt, chọn những chất liệu chống tia UV hoặc là đủ dày để hạn chế ánh nắng chiếu lên da. Những màu sáng thì sẽ hấp thụ ít ánh sáng mặt trời hơn là so với những gam màu tối. Bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng núi phía Tây, trời ít mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Vùng đồi Trung Du, trời ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Còn vùng đồng bằng, trời ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.